Thưa quý vị, đa số công nhân làm việc trực tiếp tại các nhà máy, xí nghiệp cho rằng độ tuổi nghỉ hưu hiện quá cao. Nếu làm công việc trực tiếp ở nhà xưởng thì sức khỏe của công nhân chỉ có thể đảm bảo đến 50 tuổi. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây của chúng tôi. Nhưng mà thực ra thì nếu mà làm công nhân mà tới 55 tuổi là mình cũng khỏe, người ta yếu rồi, nên là người ta cũng không thể duy trì được mãi. Với cái nữa là như là đến khi nếu mà như con gái ở tầm khoảng 50 tuổi thì là được. Tại vì nếu mà làm hành chính nhân sự hoặc là làm những cơ quan giống như là nhà nước đấy thì là cái nhà đó ngồi phòng lạnh thì có thể là còn kéo dài được 55 tuổi. Rồi làm đấy thì bạn thấy đấy, rồi công ty công việc nó ồn, rất là ồn. Các khu công nghiệp công việc nó cũng nặng nhọc mà này về đến 55 tuổi về thì sức khỏe nó yếu quá mình không hỏi. Thực ra cái tuổi của mình và phụ nữ mà làm vất vả mà đến 50 tuổi là thấy mệt, làm sao mà làm quá nữa. Chắc là chả làm công nhân, chắc chả làm được 60 tuổi được. Dần dần mình tuổi cũng không theo được, dần dần nó càng áp lực công việc nó càng không thể bằng lớp trẻ được. Đấy, còn từ khi mình có bằng cấp, mình làm cái nghề, mình lên chức thì nó, công việc nó ít nhiều lợi nhạt hơn là công nhân. Thì công nhân thì chỉ làm ngoài 40 rồi ra bắt đầu mình không theo được. Đó là ý kiến của công nhân đang làm việc tại cụm công nghiệp Từ Liêm, Hà Nội mà chúng tôi ghi nhận được trong những ngày đầu tháng 6. Hôm giữa tháng 5, 8 hiệp hội, ngành hàng đề xuất tuổi nghỉ hưu ở nam là 60 và nữ là 55 tuổi. Tuy nhiên, với mức tuổi đó, nhiều lao động trực tiếp cho rằng khó trụ nổi. Nhưng bây giờ là phụ nữ là 55 tuổi là nghỉ hưu, còn nam giới là 60 đúng không ạ? Thì cũng tùy vào hoàn cảnh cuộc sống thôi anh ạ. Nếu mình nghỉ sớm hơn là mình không thể làm công nhân nữa, mình làm công việc khác thì mình vẫn đóng tiền bảo hiểm và tiếp tục lấy lương hưu cũng được mà đúng không? Tình hình công việc, ví dụ như có một số công việc nặng nhọc chẳng hạn thì là cái thời gian người lao động hưởng lương hưu nên lùi lại một chút, vì là nhiều công việc nặng nhọc quá ấy, thì đến tầm 50-60 tuổi thì em nghĩ là không đáp ứng được sức khỏe đâu. Khoảng tầm 50 tuổi đó, công việc của em thì nhẹ nhàng bình thường thì có khả năng nó đáp ứng được, nhưng mà một số khu vực làm rất là nặng nhọc nên là em nghĩ là sức khỏe để 55-60 tuổi rồi quá dài. Chắc cũng đúng thôi hả? Nếu mà mấy người làm thì làm lâu thì họ cũng mệt, muốn nghỉ ngơi á. Mình nhiều tuổi thì mình nghỉ ngơi thôi. Mình nghỉ hưu thôi. Thì nếu mà mấy người lớn tuổi hơn mình thì làm mệt quá, nếu mà bà muốn nghỉ sớm thì mới phải nghỉ hưu sớm hơn thôi. 340 ngoài 40 rồi ra bắt đầu mình không đi làm ca kíp được rồi, 12 tiếng đêm mình không phải bằng lớp trẻ được rồi. Công nhân thì em thường ngày xưa em đi làm đấy, bây giờ nếu mình làm 8 tiếng công nhân mới chắc em nghĩ là chỉ khoảng 6 triệu rưỡi thôi, 6,5 triệu chưa trừ bảo hiểm đấy. Còn nếu mà công nhân mới bây giờ nếu cầm về chắc là 6 triệu 3k, em đoán tầm thì lương cơ bản nó tầm 5,5 triệu, cung cấp là 800 nữa đấy, tầm. Tiến sĩ Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, đây là Ủy ban xã hội của Quốc hội, nói trên tờ Lao động hôm ngày 6 tháng 6 rằng mong muốn giảm tuổi nghỉ hưu của người lao động là mong muốn chính đáng. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định việc sửa đổi luật theo hướng này là điều bất khả thi.